Baba Om chuối đậu. Nguyên liệu gồm có baba, chuối xanh, thịt ba chỉ, đậu, hành hoa, tía tô, lá lốt. Baba chặt miếng vừa ăn, chuối tước vỏ thái miếng. Cho giấm vào nước, thêm chuối vào ngâm, ba chỉ thái vuông, đậu thái nhỏ, lá lốt, tía tô, hành hoa thái nhỏ. Cho gừng, sả, nghệ. Cho thịt vào trần qua, vớt rửa sạch, bỏ mỡ. Cho nghệ vào nước, thêm chuối vào luộc qua. Cho ba chỉ vào luộc. Đậu chiên vàng. Ba chỉ chiên cùng hành tỏi. Chuối cho vào chiên. Phi thơm hành tỏi. Cho mắm tôm vào, thêm baba, thịt ba chỉ, nghệ tươi, thêm hạt nêm, mì chính, nước mắm, đường, chuối. Đảo đều, cho nước vào om xâm xấp, cho ra nồi. Thêm chuối xay, đậu. Om khoảng 20 phút. Cho ra âu. Đặt bếp. Thêm tía tô, lá lốt, hành hoa, ăn kèm với bún.